Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay em mới về lô mai vàng nha anh chị. Đó, phôi đẹp đẹp không nha anh chị. Đó, còn có phôi mai túi quý luôn ha. Cây rất là đẹp nha anh chị. Rồi cây đầu tiên mã số 115. 115 nha anh chị. Đó, dán bài ha. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, đâu hoành đi. Hoành thân nó là 32. Hoành chỗ này là 32 nha anh chị. Chiều cao 40. Chiều cao 40. Đường kính bầu 38. Đường kính bầu 38. Cây này rất là khéo cây nha anh chị. Mã số 115. 115. Rồi cái này giao lưu với anh chị là rồi để cho anh chị 2,2 triệu thôi, bao ship tặng nhà, mã số 115. Rồi tiếp theo. Mã số 116. 116. Củ rất là đẹp nha anh chị. Đó. Hoành 20. Hoành 20. Chiều cao 38. Chiều cao 38. Đường kính bầu 35. Đường kính bầu 35. Cũ nè. Quá cứ cái cũ luôn nghe chị. Mã số 116. 116. Rồi cái này giao lưu với chị 1,5 triệu thôi anh chị ơi. Em bao ship tặng nhà. Rồi tiếp theo. Mã số 117. 117. Đó. Cái này dán bay rất là đẹp nha anh chị. Dán bay rất là đẹp luôn. Quanh thân chỗ này là 21. Em đo chỗ này là 21 nè. Đo chỗ này. Tại này liền. Quanh chỗ này là 29. Đó là 29. Cành bay 69. Cành bay 69. Đường kính bầu 30. Đường kính bầu 30. Cây đẹp nha anh chị. Đó. Mã số 117. Rồi cái này để cho anh chị 1,9 triệu. Em bao ship tặng nhà. Mã số 117. 1,9 triệu. Rồi tiếp theo. Mã số 118. Ồ, cây này rất là đẹp nha anh chị. Cốt cành rễ đều gan luôn ha. Nè. Quá trời rễ luôn chị ơi. Cây này rất là đẹp luôn. Hoành 34. Hoành 34. Chiều cao 84. Chiều cao 84. Đường kính bầu 48. Đường kính bầu 48. Mã số 118. 118. Rồi cái này giao lưu với anh chị là 2,5 triệu chị. Bao ship tặng nhà luôn ha. Cây rất là đẹp nha chị. Đó, ồ, cây này tuyệt vời luôn chị ơi, 2,5 triệu rồi, bao ship tặng nhà cho mình luôn. Cây rất là đẹp ha. Cốt cành đế cũng đẹp luôn. Mã số 118. Rồi tiếp theo. Mã số 119. Cây này cũ rất là đẹp nha chị. Quả cứ cái cũ luôn ha. Cái này cũ đế, quả trận cũ đế luôn. Hoành 23. Hoành 23, chỗ này 23 nè. Chiều cao 98. Chiều cao 98, em đo cái cũ không à. Cũ này, ờ, xét cái đây đi. Cũ cái này là 40. Cũ cái này 40 nè chị, dài cây lắm ha. Đường kính bầu 42. Đường kính bầu 42. Mã số 119. 119. Rồi cây này giao lưu anh chị 1,2 triệu anh chị ơi, bao ship tặng nhà cho mình luôn, 1,2 triệu. Rồi tiếp theo là cái gốc phôi mai tứ quý nha anh chị. Đó. Cây này người ta ghép dính rồi mà em mới cắt bỏ nè. Đây nè, hai cái đầu dính nè ha. Đó. Đây cũng vậy nè. Đây đầu dính nè, em mới cắt bỏ nè. Chứ mấy chỗ này là người ta ghép gớt nè anh chị. Ta trẻ mà ghép gớt á. Này anh chị nuôi cốt cành về ghép đây nè, ở đó ta ghép dính đây dưới đây nè. Em cắt bỏ rồi. Đó, anh chị về mình muốn ghép gì mình ghép ha. Để đâm chòi ghép nha chị. Cây rất là lực luôn. Phôi mai tứ quý. Mã số 120. 120. Hoành 47. Hoành 47. Cây này lùng lực dữ lắm nha chị. Chiều cao 34. Chiều cao 34. Đường kính bầu 38. Đường kính bầu 38. Khá là khủng á. Mã số là mã số 120. 120. Rồi cây này giao lưu anh chị là 2,5 triệu nha chị. Phôi mai tứ quý nha. Kiếm cây bị lớn rất giờ hiếm lắm nha chị. Phôi mai tứ quý ha, này anh chị nữa để đâm chồi lên mình ghép chồi á, nó ngon hơn. Ngon hơn là ghép vô đây, tại mặt cắt nó hơi bự. Này chỗ này người ta ghép gớt này, này dính nè, này dính, đây dính, đây dính nè. Dưới đây dính nè. Em mới cắt bỏ. Tại người ta ghép dảo không thích mình cắt nha anh chị. Mã số là 120. 120, 2,5 triệu bao ship nha anh chị. Rồi tiếp theo. 121. 121. Cây này cũng khá khủng nha anh chị.
Đó, cây này sống khỏe thường chậu ha, em mới cắt tỉa lại đó nè, em để chừa lá cho anh chị xem luôn ha. Cây này khủng lắm nè, liền với nhau, chỉ có cái thanh nhỏ này nó bị một lần chỗ này thôi. Quanh đây là 46. Quanh 46. Nhưng bên đây bị một lần nhỏ nè anh chị. Chiều cao 63. Chiều cao 63, quanh 46 nè. Đường kính bầu 52. Cây này khá là to nha anh chị. Mã số 121. 121. Cây này sống khỏe thường chậu, chị yên tâm ha. Về mình vô chậu mới thôi. Cây này để anh chị 1 triệu 9 thôi. 121 triệu 900 ngàn. Em bao ship tặng nhà luôn ha. Rồi tiếp theo 122. Đó, cây này tàn cốt cành rất là đẹp nha anh chị. Hoành 31. Hoành 31. Chiều cao 64. Chiều cao 64. Đường kính bầu 41. Đường kính bầu 41. Mã số 122. Mã số 122. Đó, cây này cốt cành đều gan luôn anh chị. Mã số 122. Rồi cái này giao lưu với anh chị là, rồi để rẻ anh chị 1.600.000 thôi anh chị ơi. Cây rất là đẹp ha. Nãy bao lâu hoành như kìa? 4. Cành cây khá là to, 4 mấy hoành nha anh chị. 31 hoành. Và khá là bự ha. Cốt cành đều gan luôn. Rồi để anh chị 1.600.000 thôi. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Rồi tiếp theo. Mã số 123. 123. Cây này dáng bay nha anh chị. Thú cũng rất là đẹp luôn. Cây này già lắm, già luôn. Quanh đây là 21. Quanh 21. Chiều cao 32. Chiều cao 32. Đường kính bầu 35. Đường kính bầu 35. Quanh đây. Đó, nó già muốn sụn nách luôn. Già dữ dằn già. Mã số 123. Rồi cái này để anh chị 1.500.000 nha anh chị. 123, dáng bay rất là đẹp. 1.500.000. Rồi tiếp theo. Mã số 124. 124. Cái này dáng lông á. Quanh 19. Quanh 19. Chiều cao 55. Chiều cao 55. Đường kính bầu 34. Đường kính bầu 34. Mã số 124. Rồi cái này để anh chị 1.200.000 ha. 1.200.000, 124. Rồi tiếp theo. Mã số 125. Cây này đẹp lắm nha chị. Cây này rễ sơm chút nè. Nó có dở cái là trong này nó bị lũa nè. Nó bị lũa anh chị. Nhưng mà mấy vành sống bên này bình thường ha. Rễ nó ra ngoài này nè. Cây này rất quái nha. Cây này chơi quái nha anh chị. Quành cái này là 40. Quành 40. Này chơi quái rất là đẹp ha. Chiều cao 35. Chiều cao 35. Đường kính bầu 52. Đường kính bầu 52. Mã số 125. Này chơi quái ha, 1.500.000 anh chị ơi. 125 đúng không? 1.500.000 em bao ship tặng nhà luôn ha. Cây này rất là quái anh chị. Đây vô đây mà nó sành hết rồi anh chị. Nè, sành đá chơi nè ha. Cây này nó quái cây. Rồi tiếp theo. 126. 126. Cây này xuồng nách nhiều lắm nha anh chị. Đây. Xuồng nách nhiều lắm. Già cây dữ dằn già luôn. Đây cục luôn, cục anh chị, cục ha. Cây này dài cây dữ dằn lắm nha anh chị. Nu cục từ dưới lên trên luôn. Quanh cái này là 24. Quanh 24. Chiều cao 76. Chiều cao 76. Đường kính bầu 41. Đường kính bầu 41. Mã số. Mã số 126. 126. Rồi cái này giao lưu anh chị 1.400.000 nha anh chị, bao ship tặng nhà luôn. Cây rất là đẹp nha anh chị. Nu dữ lắm nu ha. 1.400.000 thôi. Nè, già xù muốn xù dưới này luôn nè. Cây này già cây dữ dằn á, 1.400.000 em bao ship thôi. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly. Từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó.
từ 1 ly đó, cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó, cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cùng cô chú anh chị luôn. Dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp, một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Toàn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp dụng cụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. Ha, theo bán nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. Một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. Cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. Rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 nha cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80.000 bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm hàng này là hàng của Nhật nha cô chú anh chị. Em bao sắt bén cho cô chú anh chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm mà tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú anh chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẽ luôn cũng được, rất là ok ha. Rồi là sắt bén ha, hàng này hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. Cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. Rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú anh chị, lâu lâu mới về được nè ha cô chú anh chị. Hàng này là hàng của Nhật nha. Là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. Keo nhôm ha, loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú anh chị. Này rất là dày nha cô chú anh chị, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Cô chú xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây, cho rất là nhiều cây của mình đó. Cõi cần lấy giấy nhôm ha, này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho nên là mình dán lên vô ha cô chú anh chị, dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70.000 một cuộn. Cuộn thế này 70.000 nha, mới về hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị. Ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh á. Này mình gấp vô được nha anh chị. Gấp vô được. Cây này bao sắt bán luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Anh da băng ha. Bao bán luôn, anh chị về mình không bán thì trả là hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150.000. Em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, anh chị xem nè. Hàng của Nhật, đảm bảo chất lượng ha. 150.000. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2 4 6 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem này ha, sắt bén luôn. Hàng đảm bảo sắt bén nha cô chú anh chị. Đó. Cái này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình, giá là 390.000. Đó, làm gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha cô chú anh chị, về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó. Màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây. Em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Hàng rất là đẹp luôn.
chất lượng loại này em đã xài rồi nghe chú anh chị, em bao hàng cho chú anh chị luôn, về cứ mở ra test thử, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cái cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha chị nè. Đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là chắc bán, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha của anh chị, 180.000 một cây, em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi, em mới giới thiệu cho cô anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mắt nhìn vào bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó, về phục vụ của chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000, em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bán nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nha cô chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cặp xéo cặp tròn. Cặp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha, em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cặp xéo cặp tròn ha cô chú anh chị, cây rất là chất lượng đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè, đây. Đó. Đó, hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó, này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350.000 một cây, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra, đẹp bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước nè nghe cô chú anh chị. Đó, mình ít thì mình muỗng cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Uống cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nè quý anh chị, này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nha quý anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nha quý anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó quý anh chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha quý anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú nào, cô anh chị nào cần thì cứ liên hệ với